Audio Jungle. Thì các bạn đã sôi động rồi, mình xin phép hôm nay mình rất là trầm tĩnh để thể hiện được cái quy luật đó. Mình chỉ xin nói một câu rằng trong kinh doanh, trong công cuộc kinh doanh có một người doanh nhân quan trọng, đó là cái sự trầm tĩnh bên trong của các bạn. Theo cái sự trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng các bạn có thể, cái sự trầm tĩnh của bạn, cái yên bình phía bên trong của bạn, nếu các bạn tập được, làm được một giờ, thì cái sự yên tĩnh phía bên trong đó nó sẽ phục vụ cho hàng ngàn giờ cái sự sôi động của chúng ta đang xung quanh ở đây. Giống như mình đã từng nói rằng cái cuộc sống này có hai mặt đối lập luôn luôn tồn tại. Có một điều chắc chắn rằng có thất bại thì các bạn mới có thành công. Có những khó khăn thì mới có những cái thành công dễ dàng đến chúng ta được. Cái thông điệp của Hùng muốn gửi đến các bạn rằng á, trong buổi tiệc tất niên hôm nay rằng á, các bạn phải tập cho mình cái sự bình an, cái nỗ lực, cái có nghĩa rằng là hồn. Mình thấy là tất cả các bạn ở đây rất là sôi động, thực sự rất là sôi động, cái điều đó rất là tốt, thực sự rất là tốt. Nhưng mà mình muốn nói rằng các bạn phải quan tâm hơn nữa, nhiều hơn nữa đến cái sự trầm tĩnh, cái nỗ lực, cái có thể gọi là cái một cái rất là trầm, tĩnh lặng cái bên trong của các bạn. Vì chính cái điều đó chứ không phải là sự sôi động, nó sẽ làm cho các bạn có những kế hoạch, có những dự định, có những hành động đột phá. Và Hùng đã trải qua cái giai đoạn đó, cho nên nhân dịp cái buổi tổng kết cuối năm ngày hôm nay, mình chia sẻ đến một ý rất là nhỏ trong cái quá trình kinh doanh của mình. Xin cảm ơn các bạn. Cũng sẵn dịp đây, Hùng xin gửi đến tất cả các anh chị và các bạn bài hát. Nó có thể cũng thấy rất là trầm. Nãy giờ thấy các bạn hát rất nhiều bài nối vòng tay lớn, hay là tất cả những cái bài mà để thể hiện cái tính năng động của một người doanh nhân. Thì Hùng xin gửi đến các bạn bài hát rất là trầm tĩnh, và nó thể hiện cái phía bên trong của một con người. Theo đúng quy luật của chúng ta, theo đúng quy luật kinh doanh và quy luật của một đời người, đó là có thất bại sẽ có thành công, có ngắn sẽ có dài, có nóng sẽ có lạnh, có trên sẽ có dưới. Ok, bài hát được mang tên Xin Còn Gọi Tình Nhân. Cho anh Hùng tràng pháo tay thật lớn ạ. Nhìn lên mua lửa nha, nhiệm vụ đó. Không, chậm tĩnh. Mua nhẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa nộp tranh, vui lòng di chuyển lên sân khấu để nạp cho ban tổ chức. Xuân Trường hiện nay đang làm biên bản kinh doanh về cái thuốc chữa viêm xoan. Rất là vui hôm nay mình đứng đây để làm ban giám khảo cho cái cuộc thi chống tranh ngày hôm nay. Và mình cho mấy cái đội này luôn nha. Là giám khảo bữa nay không được dìm hàng nha. Xin chào các anh chị dân nhân mi, mình tên là Hoàng Minh Thái.
Hiện tại thì mình đang phát triển cái thương hiệu ghế gỗ hiện đại Papaleo, nét hiện đại của mọi gia đình. Một cây đào rất đẹp và thể hiện hình ảnh của ngày Tết. Và có chim én bay trên trời, có mặt trời thể hiện cái sự năng lượng của cộng đồng dân nhân bi. Và có một cái bốn câu thơ rất hay. Chiều nay tụ họp bi trên in, nhiều tên gặp lại một cái tên, tất niên vui vẻ chờ xuân đến, đón chào năm mới được bình yên. Vỗ tay ạ. Đây xin một tràng vỗ tay ạ. Và ở đây có một hình ảnh rất là hay đúng không ạ? Cái thương hiệu bi trên in của mình rất là nổi tiếng, rất là tuyệt vời. Và nếu mà tiếng Việt là đọc là be. Năm nay là năm con dê, năm tuổi mùi. Và ngay cả con dê cũng rất là hâm mộ bi trên in. Ngày nào nó cũng kêu là be. Xin cảm ơn. Xin mời đội số 2. Ban giám khảo xin có một câu hỏi. Cô xin câu hỏi. Ban giám khảo xin có một câu hỏi cho đội bạn đội số mấy nhỉ? Số 1 à. Xin hỏi đội số 1 là ông mặt trời, đây là bạn vẽ là cô mặt trời hay ông mặt trời nhỉ? Có đường cong luôn. Ông mặt trời chắc có lẽ ông mặt trời mới thức dậy buổi sáng cho nên hơi lo mờ tí. Thức dậy buổi sáng. Vâng, xin cảm ơn. Câu trả lời rất là tuyệt vời. Xin mời đội số 2 ạ. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Xin nhờ cái người trong nhóm đây là đội số 2 đang ngồi đâu ạ? Đây. Đó tuyệt vời, ở tranh sau che lại rồi. Xin giới thiệu với ban giám khảo, đây là bức tranh dê ăn cỏ. Bức tranh dê ăn cỏ. Rồi, bức tranh của anh rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Và xin hỏi anh là con dê của anh là thuộc giống gì ạ? Con dê nó ăn cỏ xong nó về rồi. Không thấy ở trong này. Thì vậy không, nhưng mà xin hỏi anh một câu là dê của anh giới tính là gì? Và có câu thơ của con dê làm luôn rồi. Xin mời anh đọc câu thơ đó lên. Con dê là ăn cỏ, uống nước, ăn hoa, nằm ngủ xong đi về. Các bạn thấy không? Yeah. Một bức tranh vô cùng tuyệt vời, tiềm ẩn đầy sự bí ẩn, và bí ẩn càng tìm thì càng ẩn. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn đội số 2 rất nhiều. Đội số 3. Số 3 đâu ạ? Đội nào cũng được ạ, đội số 3. Bức tranh là đồng cỏ mà, không có dê được. Mình chúng ta thấy tranh không ạ? Cái bức tranh của đội số 3 là có chủ đề là nắng xuân. Ở đây đội số 3 thể hiện là có mặt trời, mây xanh, chim én về, tức là ở đây mặt trời là ở hoa mai. Hoa mai tức là ở Sài Gòn á, Việt Nam. Còn hoa đào là miền Bắc. Không biết mà không nói không biết. Đang én, đang én tức là từ ngoài Bắc bay vào Nam á. Còn dưới là các bé mừng xuân. Còn đằng sau là có một bài thơ để đội số 3 xin tặng cho các bạn. Mình xin đọc luôn ạ. Chủ đề là nắng xuân, bài thơ của mình là Giai điệu xuân. Mình xin đọc luôn là: xuân về mai vàng nở, nhộn nhịp đàn em thơ, chan hòa cùng nắng mới, hát giai điệu yêu thương. Biết ô, rất là hay, quá tuyệt vời. Dạ, không là ban giám khảo ở đây có ai có ý kiến gì cho đội số 3 không ạ? Xin mời anh Trường ạ. Nhìn đi anh. Thì ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây rất là nhiều doanh nhân, nhưng mà chị lại vẽ một cái bức tranh dành cho trẻ thơ, thì không biết chị Hiền có đang ý muốn nói gì về bức tranh dành cho trẻ thơ mà lại vẽ cho doanh nhân? Mình chỉ có một câu là tất cả mình làm doanh nhân có mặt ngày hôm nay đều hướng về là vì con em của chúng ta. Thầy dạy cho con vượt qua từng khó khăn trong cuộc sống. Và con nói thật là con rất là biết ơn thầy cũng như là những anh chị khác ở trong Bi Training đã giúp con trưởng thành và lớn hơn một cách rõ rệt. Và nếu con là một cái người trước đây là 6 tháng trước là một sinh viên, thì bây giờ 6 tháng này
là một chủ doanh nghiệp tuy là doanh thu chưa cao, mọi thứ chưa tốt, nhưng con biết cái tư duy và cách nhìn nhận, cái chiến lược và cái tầm nhìn của mình nó tốt. Và chắc chắn trong năm nay sẽ, nếu mà tất nhiên năm sau thì các anh chị sẽ gặp em với một cái gì đó nó rất là khác, và chắc chắn là tiền nó cũng sẽ nhiều hơn và sự thành công nó cũng sẽ lớn hơn. Có tuyệt vời không ạ? Các chị nào đặt câu hỏi cho Trần Quảng Minh chúng ta không ạ? Mình tên là Thảo. Thực sự là cái lúc mà nghe mà nói Chung hồi đại học thì rất là xúc động. Cho mình hỏi một câu là tức là thấy cái điều gì làm cho bạn có cái dũng khí rất là lớn như vậy? Thì thực ra là mình có một cô em gái, thì cô à, em họ thôi chứ không phải là em ruột, thì hai tháng trước cô ấy bảo là bây giờ em muốn nghỉ đại học và em vào làm cho chị. Thì chị nghĩ như thế nào? Thực ra là khi mà mình nghe cô ấy hỏi như vậy thì mình rất là phân vân, mặc dù là mình biết là không học đại học cũng có thể thành công được. Tuy nhiên là để mà đưa ra một cái quyết định thực sự là nó lớn như vậy, tại vì mình không dám. Thực sự là lúc đấy mình không có dám đưa ra quyết định, tại vì mình sợ là nếu như mình đưa ra quyết định là ok em nghỉ học đi, em đi làm với chị một cách dứt khoát ấy, thì mình sợ là sau này cái tương lai lỡ có vấn đề gì thì mình rất là sợ. Lúc đó thì mình cũng không có dám nói, nên là cuối cùng cô ấy quyết định là cô vẫn tiếp tục học. Thì hôm nay mình nghe bạn nói là bạn đã nghỉ đại học để ra trung tâm, mình thực sự là rất là thán phục. Và mình muốn hỏi bạn là cái lý do gì là lý do lớn nhất để bạn có thể có được cái quyết định đấy. Tại sao lại ăn chay về các câu hỏi tương tự như vậy? Và mình nói thật luôn, tại vì nghèo không đủ tiền ăn mặn thôi. Khi nhỏ thì gia đình rất là khó khăn, và thịt làm gì đủ tiền mà mua thịt mà ăn, nên cuối cùng ăn chay. Và chính từ cái khó khăn, cái vất vả đó, mình vươn lên, mình phát triển. Nhưng mà em nói thật luôn là trong mấy tháng nay mấy anh chị gặp em mà mấy anh chị nói thủ lĩnh này nọ em cũng ngại lắm, tại vì có tiếng không có miếng, em nói thật luôn. Tiền thì không có nhiều mà người ta tâm bốc mình quá mình sợ, tại vì chính mình ra mình làm mình cũng gặp những khó khăn rất là lớn. Và mà nói chung là đối với em, cái việc học hay việc nghỉ nó chỉ đơn thuần là một lựa chọn, và mọi người đều có một cái lựa chọn, một hướng đi cho mình. Nó không có đúng, không có sai, mà nó là một cái sự phù hợp với cái định hướng, những cái vấn đề xung quanh của người đó, nó phù hợp với chính bản thân người đó. Dạ, mời anh chị bước lên sân khấu, mình chụp hình luôn đi. Di chuyển lên sân khấu đây. Nhau bước trong
Put your hands